giờ? Ôm bản, đập bản là đội trưởng, đập bản là đội trưởng. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Thiệt luôn, chương trình gì kỳ cục quá trời à. Ghi là sàn đấu ca từ, tưởng đâu là vô đoán mấy ca từ thôi. Ai dè bắt mở màn là mình khách mời là phải hát mà nào giờ đi hát đâu có hay đâu. Xin hát thu trước, hát tiếp xin không cho. Bác hát live, dạo đờn ban nhạc đỏ mặt luôn, chóng mặt luôn kìa. Đó, bây giờ mấy cái máy móc làm gì được điện đó. Hát đâu có được đâu, bây giờ biết sao nữa. Lại đâu làm gì chỉ thêm đau lòng. Mẹ quên rồi. Làm lại lần nữa phải không? Đổ môi hộp luôn hả? Các đội đối thủ là của chị Võ Hạ Trâm. Để đó coi diễn viên bắt thêm với ca sĩ sao hát lại nữa. Để dù mấy bạn không ngờ chứ mà diễn viên đâu có chọn mình đâu. Chọn ca sĩ hát hay hơn chứ. Bữa tôi nghi là Võ Hạ Trâm mua giải không dùng mình. Có không thi với tôi thì dễ thắng chứ gì thế. Hồi nãy anh Minh Dự nói chuyện mua giải á chị. Giải này nhiêu mua vậy? Giải này tốt nhiều mà mua vậy là. Tại vì hả, tôi ăn ở tốt thì tôi có nhiều người quen tôi cởi thế hơn. Còn bây giờ mấy người sao, mấy người ăn ở sao để cho người ta cũng yêu thương, người ta nâng đỡ đi. Chứ tôi đâu có nuôi giả làm gì, giả có nhiêu mà phải nuôi đúng không? Khẩu liền. Nói cho em nghe, đây là cái chương trình sàn đấu ca từ là để hát chứ không phải để chửi nghe chưa? Khẩu liền. Đón xem tập 2 sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20h25 phút thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7.